Hồng Dương Xì si Bít Tài nguyên của địch đại Nhật Ba Dương Dương xung đột với Vương Nhất Bác Triệu Lợi Dĩnh nhận tin vui Bạch Lộc mâu thuẫn với Triệu Lộ Tư Chủ đề Hồng Dương ngày hôm nay liên quan tới địch đại Nhật 3 Dương Dương Vương Nhất Bác Triệu Lợi Dĩnh cảnh điểm vạng băng băng và loạt sao Xì si Bít nổi tiếng khác Thứ nhất Phim Ai là hung thủ của Triệu Lợi Dĩnh đã được xem lại Hiện dự kiến phát sóng vào tháng 12 Thứ hai Mặc dù Phạm Băng Băng không trở lại Nhưng cô ấy vẫn đang đầu tư vào các dự án trong giới Thứ ba Phạm thừa thừa có vệ sĩ riêng Tốc trực 24 trên 24 Thứ tư Vương An Vũ và Tống Tổ Nhị đã ký một hợp đồng thỏa thuận rõ ràng Vì vậy trong tương lai gần Họ sẽ thường xuyên kết hợp để quảng bá Thứ năm Các tài nguyên tạp chí quyết định đại nhật 3 Hiện tại vô cùng tốt Thứ sáu Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ có giải thưởng bách hoa Cho năm diễn viên trình xuất sắc nhất đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim trường xuân tất cả sẽ đều được công bố vào tháng 12 thứ bảy bạch lộc hiện tại đối đầu trực diện với triệu lộ tư bạch lộc gần nhất về biên miệng so với triệu lộ tư tốt hơn không ít cô ấy hiện tại thu hút được nhiều sự chú ý từ cao tầng vừa lúc triệu lộ tư đang có chút nào loạn mâu thuẫn cùng cao tầng cho nên số liệu của cô ấy liền trực tiếp giảm rất nhiều thứ 8 Nữ bác sĩ tâm lý rất nhanh đã phá một tỷ lượt xem Hành động lần này thật không có đầu óc Nhưng phí bơm nước so ra phải phí marketing Thì thấp hơn rất nhiều Thứ 9 Đoàn đội Vương An Vũ rất nỗ lực cấp tài nguyên cho cậu ấy Sắp đời sẽ tranh thủ cho cậu ấy một Twitter Với một thương hiệu cao cấp hải ngoại Thứ 10 Cảnh điểm có phai kịch bản trước đó thảo luận khá thuận lợi Nhưng về sau đối tác lại biến động ý đồ khác Nên hợp tác không thành Gần nhất joku đưa cậu ấy kịch bản đồng cùng hay 11. Dương Dương cùng Vương Nhất Bác hiện tại coi như đối đầu trực diện, thường sẽ có tài nguyên xung đột. Hai người kế tiếp đều có đại ngôn muốn tuyên, Vương Nhất Bác tiếp lại một đại ngôn 8 tháng đến hạn của Dương Dương. 12. Nhậm Gia Luân hiện tại trực tiếp thương vụ đều là dựa vào nhân mạch của chính mình, không cần đến cao tầng hoàn thụy. Thương vụ Omega hợp tác với Nhậm Gia Luân lập tức muốn tuyên. 13. Đàm Tùng Vận không thích yêu đương người trong giới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog, Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.